Thưa chú. Chú khỏe không? Khỏe. Dạ. Hôm nay con đi làm chung với Quanh hả? Dạ đúng rồi. Hay quá. Vậy chiều nay con có đón nó về không? Dạ cái đó thì Quanh cho, con mới dám đón. Trời ơi, sao không cho? Nhưng mà chiều nay thì con đón nó đó, con khoan chở nó về nhà, con chở nó đi vòng vòng chơi đi. Hay là con chở nó tới cái chỗ này nè, cái chỗ này hay lắm, rất là lãng mạn, nhạc rất hay, thức ăn ngon, con chở nó tới đó nha. Chỗ nào chú? Cái chỗ này. Chú quên địa chỉ rồi, để hồi chú nhắn cho con sau nha. À dạ. Bây giờ con chào chú, chú vô chú siêu nó. Dạ con cảm ơn chú. Dạ. Gì á? Con tin luôn ba. Con theo ba từ lúc ba hoành tráng cho tới bây giờ, ba giống như ông bán hoành thánh vậy đó. Ba chưa bao giờ nhìn sai người, mà bữa nay con thấy sai rồi đó. Sai gì? Trời ơi, ba giao chứng cho ác, ba giao bé Quanh cho Hạnh Toàn để con rủ nó về. Đi vô. Không thấy được. Vô viên. Không thử thì sao biết thành công hay không? Gọi luôn. Thầy Khải, từ từ, không, bữa nay tôi không kiếm chuyện gì với thầy đâu. Tôi chỉ muốn gọi điện thoại để cảm ơn thầy đã giúp đỡ tôi rất là nhiều lần. Với lại tôi muốn thời thầy ăn cơm mà. Không, lần này tôi sẽ không nhắc gì đến chuyện của cô Hương hết. Tất cả là vì hạnh phúc của thầy. Lát gọi lại. Con gì? Con lần thứ hai trong ngày, con xin nhắc lại cho ba biết rằng là con nhấn mạnh, con gạch đích, con in nghiêng, con in đậm luôn là ba đừng có giao chứng cho ác nữa, ba đừng có giao bé Quanh cho anh Toàn nữa, nó không có tốt đâu. Mày nói tào lao mới lao cái gì đó hả? Anh Toàn không tốt thì còn ai vô đây tốt? Anh giàu sang, phú quý, bộ mày không muốn em gái của mày lấy một người giàu sang để được hưởng hạnh phúc trọn đời hả? Trời ơi, giữa giàu sang với hạnh phúc là hai cái cục phạm trù hoàn toàn khác nhau, ba hiểu không? Làm sao mà có thể giàu sang mà hạnh phúc được cùng một lúc? Trời ơi, con thấy là Khánh Toàn á, không có mà chân thành giống như thầy Khải. Thầy Khải mặc dù nghèo nhưng mà chân thành hơn. Còn Khánh Toàn hả, nhìn mặt biết đẻo giả rồi. Mày nói cái gì vậy? Anh Toàn anh giàu, vì vậy anh Toàn chắc chắn sẽ không bao giờ tham lam cái gia tài của tao. Hiểu chưa? Ủa, ba làm gì còn gia tài nữa, ba phá sản rồi mà. Ý của ba là anh Toàn anh giàu, anh sẽ không khinh khi người nghèo, mày hiểu chưa? Trời ơi, cái mặt giả nhân giả nghĩa muốn chết luôn mà không khinh khi người nghèo. Con vẫn tin thầy Khải hơn. Nói chung là con không có đồng ý tác hợp cho cặp đôi là bé Quanh với Khánh Toàn. Con chỉ ủng hộ cho bé Quanh với thầy Khải thôi, ba hiểu không? Tóm lại là bây giờ mày với lại ba phải nghĩ cách để mà ủng hộ cho Toàn. Không, con ủng hộ thầy Khải. Thầy Khải phải về đội của con. Mày không ủng hộ phải không? Tao gọi điện thoại cho em mày. Alo, Quanh đó hả? Chiều nay con đừng có về nhà nha. Hai cha con mình sẽ đi kiếm một cái nhà hàng buffet nào ngon ngon á, rồi mình ăn. Còn anh coi hả? Nó kẹt cái chuyện gì rồi, kệ. Cho nó muốn ăn cái gì ăn, kệ nó nghe. Vậy nha. Gửi cái này cho Toàn mới được. Ủa, con gái. Ba tới rồi nè. Ba. Sao có anh Toàn đi chung với ba nữa vậy? Anh với lại chú vô tình gặp nhau ở dưới quán, cho nên là sẵn lên đây luôn. Hay là mình ăn tối chung được không? Mình ăn chung nha con. Dạ không có được. Sao vậy? Tại vì con có hẹn rồi. Con hẹn với ai? Con hẹn làm việc với ekip của con. Thôi, ba với anh ở lại đi ăn đi nha. Con đi trước đây. Quán này ăn bao ngon luôn. Bảo đảm với thầy ưng. Chào ba.
Ông đi đâu đây? Con hiện dẫn thầy Khải đi đi ăn thôi, tại con biết quán này ngon á, mà con muốn tư vấn một chút xíu tình cảm của thầy Khải đó. Tại vì anh Quang hẹn với con tưởng là ba với anh Quang có làm gì đó cho con bất ngờ. Thôi, vậy thì cả nhà mình ăn chung đi, ha? Vậy mình ăn chung ha. Dạ được. Dạ không, chỉ có 4 người ăn thôi. Ủa, sao vậy? Con có gì con trễ rồi con phải đi trước. Con có đặt món hết trơn rồi, cả nhà ăn ngon nha. Trời kỳ quánh, thầy Khải. Lại ăn một miếng đi em. Dạ. Wow. Giờ làm sao? Con thấy bốn mình mà ngồi ăn chung với nhau nhìn nhau lúc sau trôi rồi. Mày nói ai mà bốn thằng mình? Bốn người mình. Tiến Điền, em mời thầy ly cà phê. Nếu thầy nói thầy không thích uống cà phê thì sao? Thì thôi chứ làm sao giờ. Nè, nước cam nè, thầy uống đi. Nếu thầy nói thầy không thích uống nước cam thì sao? Vậy thì thầy gọi món khác đi. Để đây em uống hết luôn cho. Giờ làm sao? Thầy muốn lấy cà phê hay là muốn lấy cái khác? Thầy, thầy có biết trong ly cà phê này có gì không? Nè, đừng có nói với thầy là em bỏ muối phá thầy đâu nha. Thầy có muối đó, thầy dám uống không? Có mặn không thầy? Ngon. Ôi, thiệt không đó. Mà hình như ly cà phê này em mua từ lương tháng đầu tiên thực tập ở công ty Seven Media đúng không? Ủa, sao thầy biết hay quá vậy? Thầy nhớ ngày em nhận việc mà. Cảm ơn em ly cà phê nha. Thực ra ly cà phê này á, cho dù em bỏ muối hay bỏ bất cứ thứ gì trong đây đó, thầy cũng thấy ngon hết. Nếu như thầy nói vậy thì em có bỏ bùa trong ly cà phê này, thầy có dám uống không? Nè, chạy đâu dữ vậy trời? Quách, anh nói đứng lại nghe. Quách, đứng lại. Anh hai nói không nghe hả? Trả lời hai câu hỏi. Một, lấy cái áo của anh làm gì? Hai, chui vào phòng anh làm gì? Nói. Thì em lấy cái áo của anh để em giặt. Giặt đồ? Đúng rồi, em giặt đồ. Trời, từ xưa giờ cái cụm từ giặt đồ nó không nằm trong từ điển cuộc sống của em luôn á. Từ nhỏ cho lớn em chưa từng giặt đồ cho em á. Chừng đừng nói cho anh. Trả đây. Thôi, đưa lại đây cho em. Tại vì biết đâu sau này cuộc sống của em nó có khó khăn hay là thiếu thốn gì đó thì em tập giặt từ từ để cho quen. Khó khăn hả? Thiếu thốn hả? Đúng rồi. Nhưng mà liên quan thì ví dụ giặt đồ, giặt đồ anh tự giặt quen rồi, trả đi. Thôi đi. Đồ dơ mà, để em giặt cho. Trả đi. Thôi anh nói nhiều quá. Ê, em đi lên đi. Nhưng cái chứng gì giặt đồ? Trời ơi, giặt đồ rồi khó khăn. Giặt đồ khó khăn. Giặt đồ mà cái thái độ lục đồ là sao? Giặt đồ mà chui vô phòng tôi lấy làm giặt. Mình lầu bầu cái gì vậy? Mới sáng sớm. Có chuyện gì vậy hả? Nói bà nghe coi. Bà chuyện xuất gì? Hiện đúng lúc luôn á. Chuyện gì? Bà bình tĩnh nghe con nói nè. Chuyện bé Oanh. Oanh sao? Nó ấy rồi. Ấy là... là sao? Trời ơi, nó đi không hiểu. Con nói lại cho bà hiểu nha. Bé Oanh nó dính rồi. Tự nhiên nó hết ấy rồi, nó dính.
Mày nói cái gì lên mày nói rõ ràng cho ba nghe coi. Con nói ngắn gọn quá không hiểu đúng không? Quanh nó bị sao? Con nói nhiều từ hơn cho ba hiểu nha. Bé Quanh nó lỡ. Ê ê, ba người đừng quýnh. Lỡ mắc nợ người ta. Lỡ mắc nợ người ta, thiếu tiền người ta. Nghe chưa? Trời đất ơi. Mày á, sống với em mày từ nhỏ tới giờ mày không biết tánh của nó hả? Nó có bao giờ mượn nợ ai đâu hả? Mà nó có thiếu thốn gì đâu mà phải đi mượn nợ. Gia cảnh của mình đâu đến nỗi mà để cho em mày phải đi mượn nợ người ta. Dạ thưa ba, cái đó là cuộc sống của bé Quanh trước khi mà ba bị phá sản. Còn cái phiên bản sau khi bị phá sản không còn tiền nữa. Thấy chưa, giờ mắc nợ rồi đó. Với một đứa thông minh làm sao mà qua mắt được con hả ba? Mà mày có cái bằng chứng gì mày biết mày nói em mày mắc nợ là bằng chứng gì? Trời ơi, nhân chứng, vật chứng, thậm chí triệu chứng của bé Quanh là con nắm được trong tay hết nè. Làm sao? Trời ơi, bé Quanh chui vô phòng con. Trời ơi, mấy chục năm nay có bao giờ chui vô phòng con bao giờ đâu. Chui vô phòng con, lục đồ phòng con, lấy cái áo ra, chỉ là một cái cớ thôi. Thật sự là vô phòng để làm cái gì? Không lẽ vô đi ăn cắp xà bông? Không có à. Tiền, trời ơi, phòng con tiền không? Ghê chưa? Mày nhiều tiền ghê. Thì mỗi lần đi chợ cái thối cái còn để dành mấy tiền lẻ. Thì ổng chừng em mày nó thiếu cái gì đó rồi mượn đỡ của mày rồi mai mốt nó trả lại. Có cái gì đó mà mày căng thẳng vậy? Sao thì mượn thì nói chứ ba, chứ lục đồ ăn cắp là sâu lắm. Sao mày biết nó ăn cắp? Nó chỉ mượn tiền thôi. Mày hiểu chưa? Rồi nó trả lại có cái gì đó mà mày căng thẳng. Hả? Con mới nghe gì mượn tiền vậy ba? Đúng lúc vậy. Đúng là mượn tiền. Anh con có một người bạn gái. Hả? Hồi nào? Dạ. Có. Ba của người bạn gái đó bị phá sản. Đó khổ quá. Rồi cổ không có tiền, cái cổ chui vô phòng của anh của cô đó, đúng không? Đúng rồi. Mới kể vậy luôn á. Ăn cắp tiền. Chà, không nên luôn. Muốn gì nó mượn chứ đừng ăn cắp. Rồi cái anh của con mới mượn, tính mượn tiền của ba để đưa cho cái cô đó. Đúng rồi. Cái cô đó trả lại cho anh của cô đó. Giúp người, giúp tiền. Vậy giúp đó. Mượn, đừng cắp. Quá ha. Đúng là cuộc sống bây giờ khó khăn thiệt. Mình phải giúp đỡ người ta là đúng rồi đó bà. Quá đúng rồi. Dạ. Tiền thôi mà, đâu có gì đâu. Ê, chết, con bỏ quên cái điện thoại ở trên. Con phải lên lấy liền. Chị mới được. Tức bụng như trời. Sao giữ hành vi cái lời nói nó không giống nhau xíu nào chứ anh trời. Mới vừa ăn cắp xong nào. Mà tự nhiên rồi sao đúng không? Tiền gì? Nó không có tiền thì mình phải đưa tiền cho nó. Ôi nhanh. Trời ơi, con còn 500 sống ngày cuối tháng nữa. 500 cũng được nữa, đưa đi. Lấy. Bà nuôi con nha. Đưa đi nhanh. Con còn 500 thôi đó. Nè. Thiệt. Trời ơi, bà lấy hết tiền lấy gì con đi chợ mua đồ ăn. Nó nói con đi chợ thôi tiền lẻ nhiều lắm. Mày giữ mày xài đi. Đưa cứ khác đây. Thôi. Tao không tin mày không có. Còn 200 á. Đưa đi. Nhanh. Ba nuôi con nha. Em mày nó đang cần tiền phải đưa tiền cho nó. Trời vậy luôn. Chi trời. Lẹ xuống lẹ. Ba tưới cây chưa? Rồi. Cây héo quá. Thôi vậy. Thôi con trễ rồi. Con đi đây. Bye bye anh. Đi làm nhớ ăn sáng rồi mới làm nha con. Thiếu tiền mà không dám xin ba. Thì ba nói luôn đi cho người ta biết chứ bé Quanh giờ nhét đó rồi không mở ra không biết rồi nhịn đói tới khuya luôn sao trầu xỉu chết. Biết vậy nãy cũng đưa 500 cho Quanh luôn. Không biết nó có biết cái vụ tiền ở trong ba lô không nữa. Trời ơi, ba nói câu này là câu thứ 1001 trong ngày hôm nay luôn rồi đó. Ba lo quá thì ba gọi điện thoại nói trực tiếp cho bé Quanh biết đi là tiền đang ở trong ba lô đó. Gọi kỳ lắm mày ơi. Rủi nó không biết rồi nó nhịn đói làm sao. Thì bây giờ ba lo quá, ba không gọi thì để con gọi cho. Bất kỳ á. Ủa kỳ vậy? Sao con gọi bé Quanh mà sao điện thoại ba reo? Tao có điện thoại đâu, reo. Nghe tiếng chuông đây nè. Chuông. Tiếng chuông. Ủa? Ba. Ủa chuông. À, sao buổi trưa con về? Không lẽ con
Bà thấy chưa? Đói bụng, không có tiền, về ăn cơm trứng trao nữa. Trời khổ ghê luôn á, con gái thiệt á, khờ ơi khờ à. Tiền á, bà nhét vô túi đúng không? Bà nhét vô ba lô thì kiểm tra cái ăn ngoài là có tiền, có ăn cơm có gì đâu. Không có tiền thì gọi điện về, ba mang tiền qua, bên cho con đi ăn cơm. Hỏi khổ ghê. Vậy mới về, khổ ghê. Có gì gọi thoại nói trực tiếp luôn đi, khờ khạo con gái. Đi xuống ăn cơm, đi. Nhưng mà ai nói với ba là con đang thiếu tiền? Thiệt chứ? Hả? Ba tại ba lo em hả, đi làm không có tiền, ba mới lén nhét tiền vô ba lô thì biểu chắc là em sẽ tìm ra được thôi, ai ngờ em khờ quá em không tìm ra được thì về nhà đúng không? Trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Hôm nay á con mới được nhận lương, tháng lương đầu tiên từ công ty Seven Media, con còn có mua quà cho ba với anh nữa nè. Cái gì? Thì là nó có tiền có quà nữa hả? Dạ đúng rồi. Qua đây có quà. Quà. Trời ơi, giỏi vậy. Quà đâu, quà đâu, quà đâu. Chờ con một xíu nha. Trời ơi, lần đầu tiên em gái tôi mua quà tôi luôn trời. Dạ đây, là đồng tiền lương đầu tiên của con tặng cho ba. Cảm ơn con. Cảm ơn ba, bao nhiêu năm qua đã cực khổ nuôi con không lớn. Thương quá. Ba coi gì cháu bà? Áo. Áo hả? Màu này hợp luôn. Còn đây nữa nè. Xin lỗi anh, ở chung với anh mấy lâu nay mà em không biết anh mặc sai áo gì. Anh hóa ra là bữa lấy áo của anh là để tìm sai áo hả? Đúng rồi. Ôi gì? Chỉ còn cái này. Cái này là bà thấy làm như là áo nam. Hôm nay con bận áo nam. Hôm nay con tặng người nào đó hả? Dạ con. Tặng ai? Con tặng cho người khác. Dạ thưa chú, con mới tới. Ủa? Dạ. Chú khỏe không? Khỏe. Ủa, sao trùng hợp vậy? Ủa, tặng áo cho chú nữa hả? Dạ không phải, cái này là chút quà quê của con tặng chú thôi. Dạ. Vậy hả? Con gửi chú. Cảm ơn nghe. Dạ không có gì. Ủa, hôm nay em được về sớm hả anh? Dạ. Ê, sớm sủa gì? Em gái tôi bữa nay nhận được tháng lương đầu tiên. Nó có hiếu có thảo mà. Mua quà tặng tôi với ba tôi thôi. Ồ, cảm ơn nghe nha. Cưng quá trời luôn. Chú với Hình Hoàng may mắn quá. Phải chi con không được ai đó tặng cái áo giống vậy. Đương nhiên là không ơi. Có. Trời ơi, đương nhiên là phải có. Thiệt hả chú? Bé Hoành hôm nay lãnh tháng lương đầu tiên. Mua cho ba cái áo. Anh nói cái áo. Với lại còn cái nữa. Thiệt hả chú? Thiệt chứ sao không thiệt. Mở ra coi đi. Dạ, dạ. Trời ơi, áo đẹp ghê. Trời ơi. Trời ơi. Cái này là dự ý luôn á chú. Con gái của bà đúng là càng lớn càng hiểu chuyện. Dạ. Bà thương. Anh cảm ơn Hoành nha. Anh coi, nếu như mà không vừa thì có thể đổi lại. Không, cái này vừa. Vừa. Vừa y luôn. Họ không thích đem bán cũng được. Hôm kia năm sau khá là quan trọng. Sau kỳ hè này đó, em nhớ báo với các bạn. Ai mà chưa thực tập xong á thì mau kết thúc sớm rồi quay về trường. Dạ, em biết rồi thầy. À, thầy nghe nói công việc thực tập của em tốt lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Chú Thành giám đốc có nói với em là khi nào tốt nghiệp xong thì cứ qua công ty của chú. Còn em thì định sao? Nếu như mà thực tập một vài tháng thì không vấn đề gì, nhưng còn làm ở công ty đó luôn thì chắc sẽ có người tức chết vì em đó. Tùy em thôi, nhưng mà với năng lực của em đó thì cũng khá là dễ đi kiếm công ty tốt mà. Hôm nay thầy mời em đi ăn nha, em chọn quán đi. Hiện tại bây giờ thì em chưa có nghĩ ra. Thôi mình cứ đi rồi nghĩ sao ha. Đi. Oanh, em tính đi đâu vậy? Chú Nguyễn nói là hôm nay em được về sớm cho nên là kêu hai đứa mình về nhà ăn cơm. Sao em nhìn anh? À, anh biết rồi. Áo này là em tặng cho anh nè. Nhưng mà anh không ngờ là em biết là anh thích màu xanh luôn á. Ý, thầy Khải cũng thích áo màu xanh à? Nhưng mà tính ra là áo tự mua thì hơi khác nhỉ.
vẽ gì đẹp ta, cho anh vẽ với. Thì em làm quà tặng người ta thôi. Wow. Anh lo đi, tưới cây cho ba đi kìa. Tưới rồi, tặng ai, mà ai tặng cho ta? Hôm trước, ba lấy quà của em tặng cho anh Toàn rồi. Cho nên bây giờ em làm cái khác. Oh wow. Để thám tử bắt đầu vận dụng đầu óc suy nghĩ nè. Khánh Toàn giật quà chạy đi mất rồi, nên chắc chắn là phần quà này không có dành cho Khánh Toàn mà là dành cho một người khác. Ai đây, ai đây? Trên cả thế giới này chỉ có một người tên Khải mà thôi. Tặng thầy Khải đúng không? Tặng ai kìa em? Anh thấy thầy Khải cũng hợp hơn á. Thầy Khải nhìn dễ thương giống mấy trái củ hành này nè. Mặc kệ anh. Trời ơi, tao mắc cỡ kìa. Ôi, chắc thầy Khải cũng hành em dữ lắm ha. Dạo này em gái tôi cũng lớn rồi, đâu có thân với mấy đứa trẻ trâu trong lớp nữa, thân với thầy Khải hơn. Thầy Khải, thầy Khải, đứa nào cũng thầy Khải, nghe lùng bùng cái lỗ tai. Hành tây. Hành tây. Em sẽ hỏi thầy một câu này, thầy có thương em không? Thầy thương em, nên thầy mới muốn em cố gắng đó. Cố gắng nha, học trò của thầy. Tại sao lại học ở trong phòng thầy, trong khi thầy không ở đây nữa? Thì em có muốn đâu. Kệ em. Quên à, thầy, thầy quý em như là một em gái, và thầy luôn hy vọng công việc và cuộc sống của em sẽ tốt hơn. Tôi không cần.